Phi Dung buồn quá quý vị ơi. Con người nó là chỉ có những người có người viết như vậy nè, chỉ có những người kém hiểu biết và lòng đầy thù hằn mới không có nhìn thấy đất nước đang ngày một khá dần lên. Quý vị có nhìn thấy Thùy Dương kém hiểu biết không? Quý vị có nhìn thấy Thùy Dương lòng đầy thù hằn không? Thùy Dương thấy mình đâu có phải lòng đầy thù hằn đâu. Thùy Dương ở Na Uy rồi. Con của Thùy Dương cũng đang ở đây rồi. Sáng ngày nó đi học, nó mới sợ bị bắt cóc. Nó đến trường, thầy giáo nói chuyện cư xử nó rất là tử tế, được lo từng chút luôn. Sao mà Thùy Dương phải thù hằn làm gì, phải không? Thùy Dương ở trong nước mới ra, lo học hành, học cái tiếng tăm chứ mắc chi dùng mà thù hằn. Ngoài đây sách vở hằng hà, muốn có kiến thức thì đọc sách vở tin tức tự do, đâu có ai kiểm duyệt đâu. Mà Thùy Dương thấy một chú tên trên Facebook á, Thùy Dương cũng có để ý là Thùy Dương với lại chú này chưa có kết bạn. Chú tên Thái Bá Tân, nhìn cũng trẻ đẹp, nhìn cũng đạo mạo lắm. Mà Thùy Dương làm cái video này mà chú có coi á, chú làm ơn chú cho Thùy Dương biết là Thùy Dương có hiểu sai cái ý của chú không. Chứ Thùy Dương cũng có vô Thùy Dương coi, chú cũng quan tâm tới tình hình xã hội Việt Nam mà. Chú viết cái dòng chữ như thế này làm cho Dương quan ngại quá quý vị. Dạ chú làm cho con quan ngại dễ sợ luôn á. Con không biết là chú có nói tụi con không, có nói là tụi con mấy đứa như tụi con, ví dụ như con nè, Quân Trương nè, Rachel Quý, Xuân Lê, rồi Trung Quốc Huy, mấy anh chị em mà lên tiếng cho một Việt Nam tự do dân chủ á, không biết là chú có nghĩ tụi con là những cái người mà gọi là kém hiểu biết rồi lòng đầy thù hằn không. Chứ khi con đọc vô con cũng ráng con kéo lên con coi coi chú có viết gì phản hồi lại không. Chú viết như vậy xong cái chú im ru luôn à. Rồi vô con thấy cái bài viết này của chú cũng được 300-400 người like. Con kiếm thử con thật coi chú có viết gì khác hơn chú mới viết vậy trơn. Chú viết vậy xong chú để ai muốn làm gì làm. Thì ở trong cái bài này á thì Dương mới thấy có một người tên là Nguyễn Mạnh Sơn bình luận khá là hay, cái bình luận này rất là đúng luôn á. Thì Dương đọc cho quý vị nghe nè. Khi mà Thái Bá Tân á, chú Thái Bá Tân viết là chỉ có người kém hiểu biết và lòng đầy thù hằn mới không thấy đất nước đó đang ngày một khá dần. Cái chỗ đang ngày một khá dần đó thì Nguyễn Mạnh Sơn mới viết xuống như vậy. Nó giống như là một đứa trẻ 3 tuổi rồi đến 23 tuổi tự nó khen nó. Nó bây giờ á, là mình mẩy của nó lớn khôn rồi. Mình nó tự ăn tự uống kiếm được tiền. Việt Nam năm 2000 phát triển vượt bậc so với năm 1980. Rồi 2022 lại phát triển vượt bậc so với năm 2000. Nhờ sự lãnh đạo tài tình sáng suốt kiêm tài năng kiệt xuất của đảng ta. Tôi khẳng định là năm 2050, dưới sự lãnh đạo tài tình sáng suốt cộng tài năng kiệt xuất của đảng ta lại hơn hẳn năm 2023 này. Năm 1980 đó, tôi đi xe đạp thống nhất cũ nát ăn đói mặc rác, bây giờ có xe máy ăn cơm trắng no quần áo lành là ơn đảng, ơn chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại thầy giáo ơi. Cái này viết vô là nhiều người không có hiểu. Mình không có thể nào mình so mình với chính mình được. Mình so mình với những cái người khác, mình so mình với cái tốc độ phát triển của những quốc gia khác trên thế giới. Còn ở Việt Nam là mình nhìn mình lúc đó đó, ngày xưa đó, giống như anh em nói rất là rõ rồi, Nguyễn Mạnh Sơn viết rất là rõ. Giống như Thùy Dương á, ngày xưa mình sinh ra mình nghèo, không có xe đạp để đi. Cái sau này cái mình có xe đạp mình đi, cái sau này mình có xe máy mình đi, cái nó giờ khá hơn. Nhưng mà trong khi những cái quốc gia bên ngoài nó đi xe hơi, mình đi dòng xe cao cấp hơn nữa, mà mình đâu có thấy đâu. Mình thấy ô vậy là khá rồi đó. Có nghĩa là gì, mình đã nghèo hơn người ta rất là nhiều rồi. Nguyễn Mạnh Sơn là viết cái, đây là cái ý Thùy Dương muốn nói đó. Có nhiều người Việt ở nước ngoài đi về Việt Nam, hoặc thậm chí người Việt ở trong nước, họ bị ngộ nhận ở cái chỗ này nè. Bây giờ thì Dương nói người Việt mà đã từng rời Việt Nam đi nước ngoài, thì Dương nói giả sử ha, khi mà họ đi, họ rời khỏi Việt Nam họ đi thì họ thấy cái cây đó nó nhỏ xíu như vậy nè. 25 năm, 25 năm họ quay trở về thì họ sẽ thấy cây nó bự như thế này nè. Dĩ nhiên nó phải bự rồi, nó phải bự rồi.
Thì họ về cái họ thấy cái cây đó bự như vậy, cái nói trời ơi wow, bây giờ cái cây đó thay đổi hơn 20 năm về trước. Chứ không lẽ giờ 20 năm về trước, 25 năm về trước ông đi nó vậy rồi giờ 25 năm nó cũng vậy. Nhưng mà thật sự ra đáng lẽ cái cây đó nó còn bự hơn vậy nữa, nếu như cái mảnh đất đó đó nó đất nó có dưỡng chất, nó có đủ cái ánh nắng, nó có đủ nước, có đủ độ ẩm, có đủ ánh sáng, nó phát triển còn bự hơn thế nữa. Cái cây mà Thùy Dương đang nói là cây ở Việt Nam đó. Nhưng mà cái người ta đi đi ngay thời điểm nó nhiêu đây, bây giờ về nhiêu đây, là như đây là họ thấy đủ là bự rồi đó, đâu có bự. Cho nên tại sao nói là Campuchia với Việt Nam á, là Campuchia ngày xưa nó nghèo hơn mình dữ lắm. Và thậm chí những người bạn của Thùy Dương đi Thái Lan, họ nói Thái Lan với Việt Nam không có cái gì mà so được. Việt Nam có nhiều thứ hơn Thái Lan dữ lắm, nhưng mà cái tài lãnh đạo của những người đứng đầu cái quốc gia đó, nó làm cho cái nền kinh tế của Thái Lan hơn Việt Nam. Chứ còn ngoài ra về vị trí địa lý, về thời tiết, về đất đai, về danh lam thắng cảnh là Thái Lan không có so được với Việt Nam. Cho nên người ta nói là giao cái sa mạc Sahara cho tụi cộng sản lãnh đạo là hả, mai mốt là liệu là cái sa mạc Sahara đó phải nhập cát về bán luôn. Sa mạc Sahara là cái nơi được biết là cái gì anh chị, cái sa mạc cát. Mà tụi Việt Cộng mà nó ra đó một thời gian là mai mốt cái chỗ mà sa mạc cát như vậy là phải nhập cát về, là anh chị biết nó bạo phát bạo tàn cỡ nào đó. Rồi thì Dương thấy là có Kha Sĩ Phạm: chào anh Tân, từ trước đến nay tôi rất tôn trọng anh, nhưng nói thật, bài này anh viết tệ quá. Đất nước người ta đi lên với vận tốc ô tô, còn ta sau năm 1975 đi xuống thê thảm, hơn 10 năm sau mới bắt đầu ngóc lên với vận tốc đi bộ. Mà anh ca ngợi, anh phải biết so sánh giữa Việt Nam sau chiến tranh với Nhật, Hàn, Xin, thì anh hãy nói, còn không thì anh nên xóa bài này để khỏi bị ảnh hưởng đến uy tín và danh dự của anh. Chào thân ái. Thật sự ra Thùy Dương đọc cái bài viết của chú Thái Bá Tân này nè, Thùy Dương bị bối rối. Bối rối vô cùng là liệu là chú Thái Bá Tân này có một cái ẩn ý gì hay không? Nói như thế này có một cái ẩn ý gì? Là chú Thái Bá Tân này viết lại theo cái lời của một nhân vật lãnh đạo nào đó để ngạo, hay là chú Thái Bá Tân nói rằng là tại vì cái câu từ này làm cho mình suy nghĩ nhiều quá. Ví dụ như là chỉ người kém hiểu biết và lòng đầy thù hằn nó mới không thấy đất nước đang ngày một khá dần, vậy thôi à. Mình suy nghĩ sao? Thì khi mình viết như thế này, ví dụ đặt dấu chấm hỏi gì đó vô, ví dụ vậy, hoặc là cái chỗ nào đó mở ngoặc kép ra thì làm cho mình không có ưu tư, ví dụ vậy phải không? Chỉ có những người để kém hiểu biết đóng ngoặc kép mở ngoặc kép, lòng đầy thù hằn đóng ngoặc kép mở ngoặc kép, vậy thì mình còn ấy thường ghi kiểu này. Thì có nghĩa là sao? Nếu theo cái kiểu như của chú Thái Bá Tân này, là chú Thái Bá Tân là nói rằng đang ngày một khá dần, theo cái những cái gì mình đọc mình thấy đó, thì quý vị có thấy đúng đồng ý với cái quan điểm của chú Thái Bá Tân không? Khá dần là nếu mà theo cái sự tìm đọc sách vở của Thùy Dương đó, sách sử á, khá dần là khá dần từ cái năm mà sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 tụi Việt Cộng nó vô cho đến bây giờ thì có thể nó khá hơn. Chứ còn mà nếu mà nói từ năm 1975 á, mà tụi Việt Cộng nó lãnh đạo quốc gia cho tới bây giờ mà so với ngày trước là không có khá đâu, bị tuột hậu. Tại sao? Thùy Dương chỉ nói một cái vấn đề đơn giản thôi, là thời ngày trước đó Thùy Dương đã làm nhiều và có nhiều video trên mạng ha, và sách vở Thùy Dương đang có nè, và thậm chí chứng nhân lịch sử vẫn còn trong nhiều video của Thùy Dương, là nhiều người nói rằng là chính họ là những người đã sống trong thời đại nhị Việt Nam Cộng Hòa. Họ đến trường học và họ được gì? Họ được học miễn phí, họ được ăn bánh mì, họ được uống sữa, họ được ăn bơ. Còn bây giờ tìm ở đâu? Tìm ở đâu trong cái ngôi trường nào ở tại Việt Nam mà cho học sinh ăn bánh mì buổi sáng, cho học sinh ăn bơ, uống sữa? Ở đâu? Không có, đúng không? Cho nên nếu mà cái câu này nói là đang ngày một khá dần lên á, là nó không có đúng. Thùy Dương nói nó nặng nề quá thì Thùy Dương sợ rằng là hiểu nói sai đó, người ta có cái ý khác mà mình không hiểu, mình chụp giật, mình không có đủ sâu sắc, mình không có đủ tinh tế để mình hiểu cái câu này thì nó khổ. Còn nếu bây giờ Thùy Dương nói là bây giờ không có suy nghĩ ở một cái hướng khác mà nhìn vô cái dòng chữ này, thì rõ ràng là có nhiều người, anh chị thì Dương không biết là chú Thái Bá Tân này chú đã đi du lịch được nhiều nơi chưa. Tại vì trong cái bài viết trên cái Facebook của chú Thái Bá Tân có nhiều bài viết cũng trêu gạo, cũng nói Việt Cộng thế này, Việt Cộng thế kia, nhưng mà cái dòng này nó có nghĩa là nó làm cho mình cảm thấy, mặc dù là chú không có nói, có thể là chú viết cái bài này cho ai đó không,
Tại vì chú đăng công khai trên mạng mà chú viết, có thể chú viết cái bài này cho một nhóm người bạn nào đó, cho ai đó, nhưng mà mạng xã hội mà, cho nên khi Thùy Dương đọc vào cái tự nhiên mình thấy nó, mình cần phải nói cái đề tài này ha. Cái vấn đề ở đây á, không phải là tụi Thùy Dương thù hằn, không phải là tụi Thùy Dương kém hiểu biết. Trời ơi, ra nước ngoài gặp gỡ nhiều người lắm, cái giáo dục của người ta cao lắm không, và đặc biệt cái tụi dân Na Uy cái giáo dục họ rất là cao, cao kinh khủng luôn. Mà ra bên đây mình gặp dân, mà dân anh chị biết rồi, chỉ có dân Việt cộng là mới có trình độ dân giáo dục, cái không có điều kiện để học, cho nên cái sự hiểu biết thiếu rồi thấp tùm lum hết. Chứ còn dân ở ngoài đây thì dân gặp là trời, cái trình độ hiểu biết của họ rất là cao. Thì nói về cái chuyện mà mới không thấy đất nước đang ngày một khá dần, thì thật sự ra Dương nói với anh chị là đất nước khá dần thì làm sao mà hả, người dân Việt Nam của chúng ta đi xuất cảng lao động quá trời, phải không? Kinh tế của chúng ta ngày càng kiệt quệ, càng khó khăn, đủ thứ các kiểu hết, rất là nhiều. Cho nên là nếu mà nói Việt Nam đang khá dần là không có đúng. Dương nói với anh chị là theo, nếu mà để dí theo cái công nghệ đó, dí theo cái công nghệ, Dương nói anh chị 6-700 năm nữa, với cái sự phát triển hiện tại của Việt Nam thì 6-700 năm nữa mới dí theo kiểu kịp Na Uy. Không có dí kịp. Thùy Dương bây giờ là Thùy Dương không có đóng tiền nhà, Thùy Dương không có đi đóng tiền điện, Thùy Dương không có làm, tự động hệ thống ngân hàng nó làm hết trơn, Thùy Dương không có làm cái đó. Anh chị cứ nghĩ rằng ở bên Việt Nam anh chị đi vay tiền ngân hàng hàng tháng, cái anh chị đem tiền ra đóng tiền lãi, tiền lời, đáo hạn ngân hàng đồ này kia nọ. Thùy Dương không có. Thùy Dương không có làm cái đó, là hệ thống tự động nó trừ tiền hết, chứ không có làm cái chuyện đó. Mà đợi để mà làm tới chuyện đó thì nó rất là lâu. Cho nên quý anh chị thấy không, ngoài cái chuyện thì Dương mệt mỏi với những người Việt đã đi ra nước ngoài mấy chục năm, về Việt Nam ngồi đóng ở trong khen Việt Nam phát triển, trong khi bao nhiêu đứa trẻ đi bán vé số. Bữa hổm thì Dương có làm cái video thì Dương ghẹo rồi. Thì Dương nói là cái đứa trẻ bán vé số đó đâu phải là thời ngày hôm nay đâu, thời Việt Nam Cộng Hòa nhiều người nói gì. Thì Dương nói bậy, cái hình trẻ em bán vé số là thời nay chứ. Ủa làm sao là thời nay, Việt Nam phát triển rồi mà, đúng không? Sau 48 năm rồi Việt Nam phát triển, làm sao có trẻ em bán vé số? Đó là Thùy Dương nói ngạo, Thùy Dương nhạo tụi nó đó. Đó. Rồi bây giờ thêm những cái người Việt ở trong nước, không biết có đi đây, Thùy Dương nói anh chị là không có đi ra nước ngoài á, mình ngồi con chỗ là mình bị dính cái chiêu tuyên truyền của Việt Cộng liền. Dù mệt với những cái người Việt ở nước ngoài, vì lợi ích của bản thân, lợi ích cá nhân, bán rẻ lương tâm, rồi có những người trong nước thì với cái kiểu như thế này nữa. Thùy thừa nhận là Việt Nam đang phát triển, nó làm trời tôi loạn cái não luôn. Cho nên chị nói thấy Thùy Dương chưa khùng là mừng rồi đó. Tôi nhìn đông, nhìn tay, tôi mệt ghê lắm. Rất là mệt. Ừ. Mình thấy những cái mà người ta không thấy. Và mình đứng mình miêu tả cho người ta cái mà mình nhìn thấy á, họ sẽ hình dung một cái hướng khác nữa. Chứ đâu phải mình thấy cái đó, mình miêu tả nó như vậy, người ta sẽ hình dung đúng như cái mình thấy đâu. Họ nghĩ lệch lạc đi một cái hướng khác nữa. Ví dụ bây giờ mình thấy cái hình ảnh là cái giết, bây giờ mình không biết chính xác nó phải cái giết hay không, mình miêu tả nó ở cái đầu nó nhọn nhọn, cái thân nó vậy vậy, nó chiều cao nó vậy vậy, nhưng mà khi mà mình nói lại bên kia họ không nhìn ra được cái vật đó, ví dụ vậy. Họ nghĩ lệch lạc đi, vừa ở trong nước vừa ở nước ngoài nữa, phê không, phê lắm các bạn. Mình muốn biết cái nền kinh tế mình không thể so sánh được. Bây giờ không lẽ anh chị gặp thì Dương 30 năm trước thì Dương là con nhỏ 7-8 tuổi, 8 tuổi đi, nhỏ xíu. Cái giờ cái quý vị gặp Thùy Dương 38 tuổi, wow trời, 30 năm sau gặp lại Thùy Dương đẹp gái quá hen, thấy nó trước quá không? Bây giờ Thùy Dương là con đàn bà, còn ngày xưa Thùy Dương là con nít, mà so thì sao so, không có so được. Ngày xưa mặt mày nó không có dày, ngày xưa hả, 8 tuổi không có ngực, vậy ví dụ vậy, trời ơi giờ Dương đầy đặn này kia nọ, không có so sánh vậy được. Mà mình có thể là mình nhìn là so là cái độ tuổi này. Cái độ tuổi này thì Dương 38 tuổi so với những người phụ nữ khác 38 tuổi. Đúng không? Mình so là mình so, nếu mà nói Thùy Dương á, là mình so là cô Thùy Dương 38 tuổi so với cái người 38 tuổi kia như thế nào. Đó. Còn khen là khen, trời sao Dương hồi nhỏ nó xấu quắc, nó đen thui vậy mà lớn lên nó xinh gái, ví dụ vậy, ok. Nhưng mà nói trời ơi Dương giờ nó khác ngày xưa dữ quá, cái thế nó trước quốc à. Tại bây giờ ngày xưa Thùy Dương 8 tuổi, giờ Dương 38 tuổi rồi, phải không? Mình không có thể so về được, nhưng mà tại Việt Nam mà là nó so vậy đó. Trời ơi, năm 1975, năm 1980 đất nước nghèo, giờ Việt Nam là khá hơn ngày xưa nhiều rồi. Còn so với những quốc gia lân cận thì sao? So với những cái quốc gia trên thế giới thì sao?
Bây giờ người ta cũng 38 tuổi, thì Dương cũng 38 tuổi, mà người ta trẻ quá trời, người ta trẻ như 20 tuổi. Dương nhìn 38 tuổi giống như 50 tuổi. Ví dụ vậy, cái nền kinh tế Việt Nam cũng vậy. Bây giờ cái kinh tế của người ta, ví dụ như bây giờ Ba Lan đi, Ba Lan là thoát họa cộng sản năm 1989, 1990. Bây giờ anh chị biết, các bạn biết, người Việt của chúng ta đang sống tại Ba Lan rất là nhiều, và cái nền kinh tế Ba Lan tốt, khá là tốt sau khi mà thoát họa cộng sản rồi. Còn mình đó, là từ năm 1975 gọi là về hòa bình, giải phóng thống nhất đất nước tới ngày hôm nay, mình vác cái xác của mình chạy qua bên Ba Lan, mình làm việc toi mỏi bến, mình làm việc khắp mọi nơi luôn, ở châu Phi cũng có nữa, rồi những cái quốc gia Ả Rập làm đầy nhóc ở bển. Vậy thì có khá không? Không có khá. Không có thể nào mình đi về Việt Nam cái mình so, mình thấy cái người dân Việt Nam thời điểm 25 năm trước mình đi rồi ngày hôm nay mình nhìn lại mình so được. Mình phải nhìn cái thời điểm bây giờ so với những cái quốc gia trên thế giới mình đi tới đâu mình mới so được. Trời ơi, mình lấy cái chuyện mà giống như là ngày xưa mình đi xe đạp rồi ngày hôm nay mình đi xe hơi, mà cái chiếc xe hơi của mình là cái chiếc xe đời 1975, trong khi thế giới nó đi chiếc xe hơi năm 2023. Mình so đó, bây giờ là đi xe hơi tốt rồi, mà xe hơi tốt là tốt hơn so với ngày xưa mình đi xe đạp. Mình so vậy mình làm sao mà mình phát triển đất nước được, làm sao mà mình chạy theo thế giới được, mà trong khi thế giới nó đi như vậy. Rồi mình lấy chiếc xe sản xuất năm 1975 mình đi, còn thế giới đi xe sản xuất năm 2023. Mình sao mình đi ra mình ngẩng mặt mình hãnh diện với tụi nó, mình phải ngang tầm với tụi nó chứ. Nó là như vậy đó quý vị. Trời ơi, cho nên nói cái này mà nói không khéo dễ gây mâu thuẫn lắm, dễ gây thù hận lắm nha, chứ chẳng chơi. Mà chú Thái Bá Tân này là đến từ Phú Diễn Châu, Nghệ An, Việt Nam nữa. Nói không khéo là lại phân biệt vùng miền, nói không khéo là nó con nhỏ này nó hỗn hào, nó láo cá nữa. Mới vừa nói cái ông gì đó, cái ông Hà Văn Sơn, xong mà tới cái chú này nữa đó, khổ không? Dạ, hy vọng nói vậy thôi, không có gây thù hận nha. Mệt lắm, nhức cái đầu tụi con lắm. Tụi con mà mấy người này lớn tuổi không à, đụng vô là tao nói gì? À, kính già, già để tuổi cho. Mà nói như vậy sao tụi con kính được? Rồi bây giờ cái Khổng Cộng Nho nhỏ hơn nói, mà nói vô người lớn vậy là hổn. Rồi sao tụi con đóng góp được? Mới làm gì cái người lớn nói sai hổn, cái nín luôn, cái nó rút lại luôn, nó không làm gì luôn. Cái nước của người ta không có chuyện đó. Trời ơi, nó 18 tuổi là nó là công dân rồi, nó giống như bình thường vậy đó. Không, nó 18 tuổi là nó có quyền đủ hết rồi, không có cái chuyện ơ mày nhỏ mày lớn, 18 tuổi là có quyền công dân như nhau vậy đó. Làm sai là bị pháp luật trừng trị. Con mệt. Trời ơi, quý vị ơi, thì Dương có sao? Thì Dương có thù hận không? Thì Dương có kém hiểu biết rồi có cái lòng thù hận không? Trời ơi, không có nha bà con. Đừng có nói oan cho tôi nha, khổ lắm luôn á.